Đấy, 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 thử thử trước nhá anh em nhá, thử trước nhá. Thử trước nhá, thử trước nhá. Ô, giết được con này luôn rồi này. Ô, thử trước vậy giết được luôn thì thử làm cái gì? Từ từ lại đi. Lại đi. Thử lại nào. Ơi, chạy lại đây. Ơi, chạy đi đâu đây? Ui ôi. Ui, thế này thì thực sự với anh em là phải là 15 hộp quà rồi. Bởi vì ông Siku-chan ông ấy làm quả spawn ra cả 5 hàng như thế này thì chúng ta phải sử dụng đến mới là 15 hộp quà rồi. Chứ mà 9 hộp quà thì không đủ. 9 hộp quà thì hai cái hàng đằng sau này. Ui, ôi nhưng mà nếu như mà sử dụng 9 hộp quà mà vẫn win được thì nó cũng là một cái gì đó đấy. Nếu như mà sử dụng 9 hộp quà mà vẫn win được thì nó vẫn là một cái gì đó. Ui, win được thật này. 10 thôi anh á. Ôi, 10 không được. Cái này phải chia cho 3. Nó phải chia cho 3. Chứ 10 sao chia cho 3. Ui, thề pha này được cái chứ. Wow luôn đấy. Lại phát nữa không anh em? Thử phát nữa không anh em? Ui, thế này thì điên luôn anh em ạ. Thế này thì điên luôn anh em ơi. Quá là điên luôn. Đây này anh em này, nhìn này. Ôi, phải thua rồi. Pha này bị thua rồi anh em ạ. Pha này thì thua rồi. Ôi, thế là con Kakatua này nó sẽ triệu hồi ra bao nhiêu con Kakatua khác đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ôi, 12 con Kakatua. 12 con Kakatua backup ạ. Đúng là 12 con không anh em? 12 con mà đúng không? Nếu như mình đếm không nhầm. Tổng là 13 con, cả con disco. Nhưng mà tính riêng mấy con backup này thì là 12. Ui, cái gì đây? Ê ơi, Bị điên rồi. Ô, pha này không cứu được rồi. Pha này không cứu, vừa nãy win được là do là có hai quả pháo ngô thì mình mới có thể win được. Nhưng pha này thì thôi, pha này không win được. Ôi, chịu. Lại phát nữa đi. Ui, điên đầu thực sự anh em ạ. Ông Siku-chan cũng làm như này thì chết người rồi đấy. Ông Siku-chan cũng làm này chết người rồi. Ui, pha này nhưng mà cũng khó nha. Ui, nhưng mà nhìn quả cây gacha như này mà đánh con disco bình thường thì nó thực sự là tuyệt vời luôn. Nhưng mà đánh con disco này thì hơi khó để win được nha. Đánh con disco này thì còn hai cái hàng ở bên trên nữa, không có con cây nào kìa. Hơi khó thật. Toàn hamburger hot dog luôn anh em ạ. Toàn hamburger hot dog. Nhưng mà cái vấn đề cốt yếu là hai cái hàng trên này anh em mình không có một cái cây nào. Ui trời ơi, không giết được con disco kìa là thôi luôn. Ui giời, thôi. Mình nghĩ là phải nâng lên cả hai cái hàng trên và hàng dưới này cũng phải có nữa thì mới đỡ được anh em ạ. Phải nâng cái số lượng lên thôi. Cả hai cái hàng trên cùng với dưới cùng này nữa cũng phải có thì anh em mình mới có thể đỡ được. Ôi rồi, anh em chờ mình tí. Thử đi anh em ơi. 15 thì dễ quá. Đã chắc là dễ chưa? Ôi trời ơi. Ra con Cupid tình yêu này thì win luôn rồi. Anh em ạ. Pha này mà không có con Cupid tình yêu là thua đấy. Nhưng mà có con Cupid tình yêu thì áp dụng cho tất cả disco lửa và disco thường. Ôi lại còn thế nữa. Ai trưởng thật. Thế thì ôi trời ơi, quá luôn rồi còn gì nữa. Pha này mà không có con Cupid là anh em mình sẽ thua đấy. Nhưng mà có con Cupid thì lại đâm ra thành thắng. Ôi ảo thật. Dã man. Thề. Lại nào. Chưa thỏa mãn hết được anh em ạ. Ê, như thế này đi. Ra này. Đây này. Có đồng hồ lùi. Pha này thì khó thắng lắm. Đây này anh em này. Đây này. Hàng giữa không có một con nào gây đam như thế kia thì anh em bảo là 15 cây thì dễ.
Nhưng mà không dễ đâu anh em ơi. Nó còn tùy thuộc vào nhân phẩm nữa mà. Nhân phẩm mà như gì ấy, thì làm sao mà có thể win được. Nhưng mà nếu như kể cả nhân phẩm nó mà xịn xòi chăng nữa thì anh em vừa đã nhìn rồi, 9 hộp quà anh em vẫn win được. Nhưng mà đây mới tận 15 hộp quà mà nhân phẩm không ra gì thì làm sao mà anh em mình đỡ được. Thắng chứ anh em, làm sao mà thắng được. Trời, anh em nhìn cái hàng giữa này không một cái cây nào có thể gây đam mà. Làm sao mà thắng được. Bật máu cây đau mắt lắm. Bật máu cây làm cái gì? Bật máu cây làm gì? Anh em muốn thì cùng lắm là bật máu rôm thôi. Nhưng bật máu rôm lên nhìn nó cũng ối rồi lắm. Ui, điên thật đấy chứ. Điên thật đấy chứ. Nhìn điên thực sự anh em ạ. Ôi, lại phát nữa nhá, lại phát nữa nào. Siku-chan thêm cái gì? Thêm gì? Thêm TD đi các biết rồi sao? Zoom đi anh á, bấm zoom. Ê mà có con disco, spawn disco đúng không? Một con disco thì là như nào? Ừ, tất cả các loại disco, tất cả các loại disco thì đều spawn như thế mà em. Tất cả các loại disco đều spawn như thế nhá. Siku-chan vừa bảo rồi, tất cả các loại disco đều spawn như thế. Ui, pha này thì anh em thấy là có tự tin được win không? Ui, chỉ là win chặt thế chứ. Ai mình thả thêm một con disco nữa nhá. Chứng minh là pha này có thể win được nhá. Ấy, một con disco nữa này. Ấy. Ấy, anh em nhìn đấy. Ấy, từ từ. Khi là con này sẽ chết trước đấy. Con này sẽ chết trước đấy. Đấy, bây giờ mình mới thả một con disco kiểu toàn vẹn xuống này, không bị cái sao nó gây choáng nữa. Ấy, bây giờ cho nó triệu hồi này. Ấy. Ai cây này, bắn này. Để xem có win được không anh em nhá. Để xem thì có win được không nhá. Để xem là có win được hay không nhá. Chứ nhìn trông thì cũng ối rồi lắm cơ. Nào xem là có win được không. Ấy, giết được con disco rồi là win này. Ấy anh em thấy không? Chỉ cần ra cây xịn thôi. Chỉ cần ra cây xịn thôi là anh em mình có thể win được. Cái vấn đề là có thể ra được cây xịn hay không ấy chứ. Chứ còn số lượng hộp quà mà nó nhiều nhưng mà không ra được cây xịn thì làm sao mà win được à anh em. Ấy, pha này ra được mấy cây xịn thì ngon luôn. Hello 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 tất cả anh em. Ấy, phát nữa này. Đây nữa này. Ui, pha này thì khó rồi. Pha này thì khó để mà win lắm. Phải giết được con này trước. À, giết được trước đấy. Làm choáng xong rồi rơi sao. Làm choáng đi, choáng đi. Nó chỉ là không tỉnh thôi. Giấu spam đam vào. Giết được không? Ồ, giết được trước này. Giết được nó trước thì ok luôn này. Ờ, tính ra là có ngôi sao thì là ok. Tiêu để lại á. Thử con disco đội mũ bóng rổ. Con đấy là con gì nhỉ? Con đấy là con đấy tên là gì nhỉ ông nhỉ? Con đấy tên là gì tôi không nhớ nữa. Không nhớ con đấy tên là gì luôn. Đợi mình tìm lại tên con đấy đã. Con đấy là con gì nhỉ? Con đấy là Dancing Zombie hay là cái gì? Dancing Zombie AMS 264. Rồi anh em đợi mình chút, anh em đợi mình chút. Từ 264. Ok. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Đây con này đúng không? Con này đúng không? Nào thử nhá. Thử nhá, thử nhá anh em nhá, thử nhá. Nào thử đập mấy cái lỗ gì đã. Đập mấy cái lỗ gì đã. Đập mấy cái lỗ gì đã. Ui pháo luôn kìa. Ác thật. Đây con này. Hai con luôn đi. Ôi nhưng mà con này yếu lắm. Con này yếu lắm. Con này yếu lắm anh em ạ. Con này nó bị yếu lắm. Con này nó bị yếu ấy. Này cắt chết luôn đi thì còn chơi bờ gì nữa. Đây thêm 4 con luôn anh em ạ. 4 con luôn nhá. Đấy như này xem là anh em mình có ăn được không nào. Trông nghe vẻ no hope nhở. Ui ôi. Ui ôi đông lắm. Đông vãi. Ui. Ui. Đông ghê. Ui ôi. Ui ôi. Ôi thôi 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 thôi. Mình spawn nó tận 4 con nên nó mới như thế mà. Chứ không nếu như mà mình spawn kiểu bình thường thì nó không tới mức đấy đâu. Đông như này một nguyên tử là sạch á. Chắc chưa, đã chắc chưa.
Ê, anh em nhìn nhá. Bây giờ có một con thôi. Thử xem là anh em mình có thể giết được không nhá. Bây giờ có một con này thôi. Đây là triệu hồi này. Đấy. Triệu hồi này. Đấy. Triệu hồi tiếp này. Đấy. Nào, triệu hồi tiếp nào. Triệu hồi tiếp. Tiếp tục triệu hồi. Nó mà triệu hồi liên tục thì thôi đấy. Ôi dồi ôi luôn đấy. Ui, hai con Queen Sunflower này không gây được đâm lan. Hai con Queen Sunflower này không gây được đâm lan nên là cũng ối rồi lắm cơ. Gà trái bốc hai thế giới, vừa nãy chơi gà trái bốc hai thế giới rồi. Vừa nãy chơi gà trái bốc hai thế giới rồi. Bây giờ đang thử test cái bản gọi là vách các trưởng này của Siku-chan thử xem như nào. Giờ đang bị ý tưởng cho hybrid siêu khóa. Ai chả lại có thế nữa à? Được cái chứ nhở. Ui, fan này win được này. Ôi, nhưng mà tính ra mà thả một con mà nó spawn ra nhiều dã man đấy chứ anh em. Chỉ cần thả một con ra như thế thôi mà nó spawn dã man thật. Chứ phải đùa. Cho xin link cái này đi anh á. Link cái này á. Anh em xem thôi, xem vui thôi. Chứ anh em cần gì chơi, trời ơi. Em không còn chơi kiểu này đâu, anh em xem vui vui thôi. Hai con đi anh á. Ý tưởng là hãy cho zombie xương hồi sinh vô hạn á. Vãi cả trưởng lại còn thế nữa. Anh em xem vui vui thôi chứ cần gì phải link. Đấy, Siku-chan bảo kìa, link lúc nào xong thì khắc có kìa. Anh em xem này vui vui thôi. Chứ đừng có ham hố quá. Mấy anh em kiểu làm YouTube, làm kiểu cho anh em xem như mình ấy thì làm cho anh em xem thôi chứ anh em ham hố chơi như này làm gì. Nó bị ối rồi quá đấy. Ôi trời ơi, một phát pháo ngô nguyên tử thôi kìa. Chỉ cần một phát pháo ngô nguyên tử thôi là có thể clear được toàn bộ luôn đấy. Ba pháo ngô à? Ờ đúng rồi, ba pháo ngô thật. Ba pháo ngô thật. Win được, win được, win được. Pha này ba pháo ngô thì win được. Sợ chưa? Trông này ghê dã man anh em ơi. Trông này ghê dã man ạ. Con disco này ghê. Ghê vãi. Còn một con disco nữa đấy anh em. Còn một con disco nữa đấy nhưng mà mình không nhớ tên của nó là con gì không. Con đấy là con disco. Con disco mà lửa lửa ấy. Là tên là gì nhỉ anh em nhỉ? Con disco mà nó bắn ra lửa lửa là con disco đó tên là gì ta? Dancing. Hình như nó là con này. Hình như nó là con này. Đúng nhỉ? Ờ đúng rồi, đây rồi, đây rồi, đây 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 nó đây rồi, nó đây rồi. Ui ui, nó đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi. Nhưng mà con này khả năng là không mạnh bằng hai con kia. Hai con kia khỏe hơn. Con disco gaga mới lại con disco này khỏe hơn này. Nhưng mà thử như thế này đi anh em này, thử một phát như này đi ấy, xem mà như thế nào nhá. Đương nhiên là chúng ta phải dùng nguyên tử rồi. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải dùng nguyên tử để có thể kết liễu được bọn này rồi. Nguyên tử phát nữa này. Đấy. Phải nguyên tử mới ăn được anh em ạ. Ui, dùng hết nguyên tử rồi. Phải nguyên tử thì mới ăn được ấy. Không chát được dấu anh người ấy, do bàn phím của em ấy chứ. Do bàn phím của em ấy chứ, chứ mọi người vẫn chát bình thường mà. Do em bị làm sao ấy chứ. Quy được, may quá, vẫn quy được kìa. Ui ghê dã man. Cái farm mod này của Siku-chan ảo thật. Ghê thật. Còn con nào được búp không á? Không biết nữa anh em. Không biết là Siku-chan có tiết lộ không. Nếu như mà Siku-chan tiết lộ được thì tiết lộ thôi. Chứ còn anh chỉ là người trải nghiệm thôi. Anh chỉ là người trải nghiệm thôi. Chứ còn người làm ra cái này là Siku-chan mà. Anh thả con 5 con Michael đi. Ôi, như thế thì có mà điên hả em? Như thế thì có mà điên hả em? Chơi làm sao được như thế? Ai chuồng thật, vãi chuồng thật. Làm lại phát nữa nhá. Làm lại phát nữa nhá. Làm thêm một phát nữa nhá. Làm thêm một phát nữa. Nhớ đâu mai lại có cái video hay hay cho anh em nhá. Đấy, đây này. Ui, fan này tự tin. Phải tự tin, phải tự tin. Thực sự luôn là phải tự tin anh em ạ. Thấy con hoa thần tài đấy, tự tin lắm. Thêm một con disco nữa đi, cho nó vui. Quái, đang tự tin mà.
Đang tự tin thì cứ triển thôi. Ấy, chơi đi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Chơi như này banh máy luôn á. Banh cho nó vui, banh cho nó vui. Em chào anh, em vừa học xong à? Ok, anh chào em nhá. Ui, con Disco vẫn còn sống ạ. Con Disco vẫn còn sống thì làm sao mà có thể ấy được. Con Disco vẫn còn sống thì khó ăn đấy. Con Disco vẫn còn sống thì... ui, khó thật. Con Disco vẫn còn sống thì khó chơi lắm anh em ạ. Con Disco mà còn sống thì khó chơi lắm. Disco nó vẫn chưa chết. Khó rồi. Disco mà chưa chết thì khó rồi anh em ơi. Disco mà vẫn chưa chết thì khó lắm. Bowling của nó trong đây mạnh lắm á. Nhưng mà gặp Disco như này thì cũng chịu thôi. Gặp mấy con Gargan như này thì cũng chịu thôi. Khó nhờ, khó nhờ. Hello TTSM. Sợ thật. Ôi em trông như này cơ mà. Ôi con gì đấy, con gì bắn ghê thế. Con gì bắn, ui con Disco nó vẫn còn. Vẫn còn Disco thì làm sao mà chơi được. Trời, ba con Disco à, thôi. Một con như thế này rồi ba con Disco thì nó còn như thế nào nữa. Một con Disco nó như thế này rồi thì thôi ấy. Năm khá bảnh đi anh ạ. Ui, anh em mình muốn chơi năm khá bảnh á. Vãi trưởng thật, thế nhưng mà năm khá bảnh thì... thì ối dồi ôi quá. Năm khá bảnh thì vãi trưởng quá anh em ơi. Năm khá bảnh thì ối dồi ôi quá. Đây, năm khá bảnh của anh em đây. Năm khá bảnh của anh em đây. Đây, năm khá bảnh đây. Ấy, năm khá bảnh đấy. Ấy, 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 chơi chưa? Đủ chơi chưa? Đã đủ chơi chưa? Đã ok chưa anh em? Năm khá bảnh đấy. Hai con trên này thì bị thôi miên rồi. Có con thôi miên là tỷ lệ cao là anh em mình sẽ win mà. Uầy, hay vậy trời á. Cái này là phải nhờ Siku cốt đấy. Chứ bình thường làm sao mà anh em chơi như thế này. Trên này vẫn còn. Chứ giết con Disco này. Chứ giết con Disco này. Chứ giết. Giết Disco đi. Giết Disco đi. Đừng để nó triệu hồi. Đừng để nó triệu hồi. Đừng triệu hồi nữa. Ui, không ăn thua rồi. Vẫn để nó triệu hồi như kia thì mệt rồi. Ôi mà khả năng là vẫn win. Anh ơi, em không đăng ký sao vẫn nhắn được á? Là sao? Hình như là phải đăng ký rồi mới nhắn được mà. Anh để chế độ phải đăng ký thì mới nhắn tin nhắn mà. Ui, nhìn chất chơi người rơi thật đấy. Nếu mà có mod này chính thức thì chắc chỉ có pháo. Ừ đúng rồi, chỉ có pháo mới đỡ thôi. Bowling của nó tận 4.000 máu. Nhưng mà nó gặp con Disco kia thì nó bắn cho thì cũng... ôi dồi ôi, bị lỗi hình ảnh này. Bị lỗi hình ảnh này. Hello Duy Vũ nhá. Ghê thật. Ảo thật. Super Hybrid cái gì? Kem noi là sao? Thử dùng 3 loại Michael đi. Mình vừa dùng xong mà. Mình vừa dùng 3, cả 3 loại Michael xong mà. Chính thức sẽ ra mắt vào ngày mai hoặc ngày mốt á. À ngày kia á. À, đấy anh em thấy không? Có tin sẽ ra ngày mai hoặc là ngày kia đấy nhá. Anh em cứ thoải mái nhá. Ngày mai hoặc ngày kia là sẽ có nhá. Bắn một phát pháo hung nguyên tử này. Ba con cùng lúc đấy, ba con cùng lúc mới thấy. Dùng ba con cùng lúc mới thấy. Làm sao để custom level vậy anh á? Custom level cái gì? Level cái gì? Custom level cái gì đấy? Lại custom level cái gì? Super Hybrid không nổi tiếng bằng Hybrid á. Bởi vì Hybrid ra trước mà. Hybrid ra trước. Tính ra anh quan hệ rộng đấy. Quen cả người giàu, quen cả coder, quen cả licker. Xong quen vài ông máu mặt quen này rộng thì thôi luôn. Nói chung là được anh em giúp đỡ thì cũng là một cái gì đó khá là may mắn. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn ấy. Được anh em giúp đỡ như này rất là vui. Thực sự luôn, không biết... Nhìn cái đống pháo ngô này. Anh em nhìn cái đống pháo ngô này. Nhìn cái đống pháo ngô này có sướng không? Nhìn đồng pháo ngồi tự tin hơn hẳn luôn ấy. 4 quả pháo ngô luôn mà. Xịn vãi. Anh cho Disco ở 5 hàng khác nhau đi á. Anh vừa cho rồi mà.
Anh vừa cho disco ở 5 hàng khác nhau rồi mà. Nó phải gacha được cái xịn gơ, phải gacha được mấy cây cây xịn gơ thì anh em mình mới có mới ăn thua, chứ còn không thì hơi khó. Ôi. Ôi, đừng nói là thua nhá. Đừng nói là thua nhá. Đừng nói là thua nhá. Không thua đâu nhá. Không 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 được thua đâu nhá. Đừng có nói là thua nhá. Đừng có nói là thua. Làm sao mà thua được phát này nhở? Phát này làm sao mà thua được nhở? Phát này mà thua được thì ôi rồi quá. Ấy, không không thua được đâu. Phát này làm sao mà thua được? Trời ơi, thua sao được thua? Sao 4 quả rồi do không đài hết á? Chịu luôn ấy, trâu quá à. Bọn này trâu điên luôn. Ấy, bắn phát đấy là xong rồi. Pha này còn thua nữa thì pha nào mới thắng? Disco lửa à? Ok, thích thì disco lửa anh cho 5 hàng khác nhau đúng không? Ok, sẽ có disco lửa 5 hàng khác nhau luôn. Đây, anh em đợi tí. Cứ phải cho hộp quà ra trước cái đã. Disco lửa 5 hàng khác nhau. 5 hàng khác nhau, 5 hàng khác nhau, 5 hàng khác nhau, 5 hàng khác nhau. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, ok chưa? 5 hàng khác nhau đấy. 5 hàng khác nhau của anh em đấy. Đây, lại phát nữa này. Thêm phát nữa này. Thêm phát nữa này. Thêm phát nữa này. Thêm phát nữa này. Đấy. Đó. Đông vãi. Úi ôi. Đông quá, đông quá. Đông quá. Thôi sai rồi, thôi sai rồi. Chơi dại rồi, chơi dại rồi. Chơi dại rồi, thắng rồi mà. Anh làm lại đấy, anh ấn thêm phát nữa đấy. Chuyên gia là bị như thế luôn đấy. Úi. Úi. Vãi trường thật thế ơi. Đứng trước Cupid chúng sinh bị đẳng hết à? Ờ đúng thật. Ui anh em nhìn nó đông chưa này. Thôi. Skip ngay không là crash game bây giờ. Quên chưa bật. Đây. Ui. Gagato khổng lồ. Gagato khổng lồ. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Cái gì đây Shikuchan? Trời ơi, Titan. Người ta gọi là Titan. Titan à? Ôi. Quái nhỏ thật Titan rồi. Ôi giời. 12k máu. Ui, bật máu đi xem nào. Ừ, 12k máu thật ạ. Ôi giời, bạn ơi này, sao tôi win bạn ơi? Ui giời. Vãi trưởng thật. Ôi tôi quên không tắt cái spawn army ra rồi. Rồi bạn ơi. Ơ sao vẫn ăn được cái này. Ôi nhưng mà vẫn còn có disco này. Sao vẫn còn có disco là sao mà win được. Vẫn còn có disco là sao mà ăn được. Đó chỉ là thử thôi để xem có công bằng không. Không công bằng, không công bằng các bạn ơi. Như thế này thì không công bằng đâu. Như thế này thì không công bằng một tí nào bạn ạ. Thực sự luôn là không công bằng một tí nào luôn ý. Cây yếu lắm luôn ý. Cây yếu điên. Ui dồi, thôi. Này thì gacha phải ra cây nên phải thực sự là điên luôn ý. 15 pháo nguyên tử thì may ra mới đỡ được các bạn ạ. Vãi chưởng thật, tắt cái này đi. Mình sẽ cho chị hồi cái kiểu này thôi. Mình sẽ cho chị hồi cho kiểu khổng lồ thôi. Ui ôi. Cái thứ này thì công bằng ở đâu bạn ơi? Cái thứ này thì công bằng ở đâu bạn ơi? 20 hộp thì mày rẻ. Anh 20 hộp cũng không ăn thua cơ. 20 hộp cũng không ăn thua cơ. Tao bị to quá. Ui trời. Này phải gacha nhập một cái quả nó phải thực sự là điên cơ. Thử zoom khác xem á. Zoom khác có to như này không? Mấy con zoom khác thì có to như này không? Mấy con zoom khác thì nó có to được như này không? Ông mấy con zoom khác thì vẫn bình thường à. Mấy con zoom khác thì nó vẫn cứ bé bé xinh xinh như thế thôi. Nhưng mà con Gagan thì vãi cả trưởng luôn. Đây này anh em nhìn con Gagan này. Ấy, trông nó chạy điên như này cơ mà. Không được bạn ạ. Tí giảm thành 9k máu à. Không. Bạn tắt cái
bạn tắt cái triệu hồi 12 con đi thì nghe vẻ là cân bằng hơn đấy, là có cơ may là ăn được. Chứ mà để nó spawn theo cái kiểu là cả năm hàng như thế này thì không cây nào đỡ được đâu bạn ạ. Khó lắm đấy, khó lắm đấy, nhìn là không có một hốt nào để mà thể win được luôn đấy bạn ơi. Nếu như bạn chỉ để cho nó giống spawn giống như kiểu bình thường ấy, cho tăng size với như này thôi thì ok. Chứ từ nãy giờ mình spawn hộp quà ra mà nó ra cũng ok mà nó không win được luôn ấy. 30-40 hộp quà thì may ra win được á, không chắc luôn. Tốt nhất là tắt tăng size và máu á. Không, tăng size này cũng vui mà. Tăng size này cũng vui, cũng mới. Nhưng mà bạn để cho nó spawn giống như bình thường thôi thì ok hơn. Spawn theo cái kiểu là giống bình thường ấy. Đây này, bạn nhìn này, hai quả pháo ngô này, còn không ăn thua này. Ấy. Nói chung là sẽ có hai nhánh, hai cái chế độ. Một chế độ là tăng size và chỉ tăng size với tăng máu thôi. Còn một chế độ thì sẽ là tăng số lượng spawn. Cho nó spawn 5 con, thêm một con ở chỗ disco à? Ồ, thôi cũng được ấy, như thế cũng được. Chứ như này đang bị đông quá bạn ạ. Như này đang bị đông quá. Tổng cộng ở đây đang là có đâu đấy là 13 con dis à 13 con Gargantua. Cộng cả với con disco này vào nữa đấy. Là chúng ta có đâu đấy là khoảng gần 200.000 máu cho cái đống này đấy. Gần 200.000 máu để có thể giết được cái đống này là phải là gây được gần 200.000 dam thì mới giết được con này. Chứ không thì không thể giết được. Vãi chưởng thật. Tăng sai đông với trận tình hình. Cũng đúng. Ghê quá nhở. Ghê thực sự anh em ạ. Trông khủng khiếp thật. Không có hốp nào để mà win luôn bạn ạ. Không có hốp nào để mà win luôn á. Nếu như mà bây giờ mà mình mang quả pháo ngô nguyên tử đi để mình bắn thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ mang full pháo ngô nguyên tử để mình bắn xem như thế nào nhá anh em nhá. Mình cầm pháo ngô nguyên tử đi mình bắn. Đây. Pháo ngô nguyên tử đây. 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 Cho khoảng 10 pháo đi. Cho khoảng 10 pháo đi xem là anh em mình có win được không. Cây liệu có được không biết là có được búp không, nhưng mà con Gargantua này vãi trược quá. Đâu rồi? Đây nha anh em nhá. Một phát này, bắn này. 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 Bắn không kịp luôn mà anh em. Bắn không kịp luôn mà. Ui. Ui. Ô. 10 phát pháo ngô nguyên tử. 10 phát pháo ngô nguyên tử. À không, có 9 thôi. Cái ô cái con ở giữa này mình không bắn được. 9 phát pháo ngô nguyên tử. 9 phát pháo ngô nguyên tử thì qua được. Đâu thử xem nào. Xem mà nó như thế nào nào. Ủa ôi. Cái gì đây? Ôi. Chạy nhanh thế. Ôi. Ma tốc độ à? Ma tốc độ à? Sao nhanh thế? Sao nhanh thế? Ôi. Thế này thì làm sao mà đỡ được? Vãi thật. Thế này thì làm sao mà tôi đỡ hả bạn ơi? Làm sao tôi đỡ được? Đây, cho anh em xem quả này. Cho anh em xem quả này thì mới được này. Đây anh em ơi, đây. Ấy. Vãi chưởng, chạy nhanh thật. Chạy nhanh dã man ạ. Chạy nhanh điên luôn. Ghê dã man ạ.